Các bác ơi, đây là cái tôi có lô hàng là đốt trúc 12, 14 ly với 16 ly các bác. Cái lô này là tôi làm cho khách Trung Quốc nhưng mà ở đây là làm 5 60 sợi. Nhưng mà khách người ta lấy thì còn thừa lại đây là 5 sợi 16 ly. 16 ly to lắm các bác. Khách Trung Quốc các bác biết rồi, người người ta to cao. Cho nên là người ta thích đeo to và đeo to thì nó cũng thơm nữa. Còn Việt Nam mình thì thường là sẽ dùng những cái sợi mà 12 ly hoặc 10 ly hoặc 14 ly là to lắm. Đây 14 ly đây các bác. 14 ly là người tầm 70 80 kg đeo là đẹp. Còn 16 ly này thì người phải tầm trên phải từ 80 kg, 75 80 kg. Hoặc là người nào thích đeo to ấy, thì đeo nó sẽ rất là đẹp các bác. Tay tay các bác thì cũng bác nào người to thì tất nhiên là cổ tay sẽ to, đeo nó vừa đẹp lắm. Đây 14 ly đây, nó không quá bị rộng đâu, nếu các bác tầm 60 cân hoặc 65 cân vẫn đeo được nhá, nó không bị rộng. Đây tôi đeo tầm 7 77 78 cân, mấy hôm nay xuống cân rồi, tôi đang giảm cân thì xuống cân. Đây tôi đeo vừa khít luôn thì các bác tầm 60 65 cân là đeo là vừa thoải mái, nóng nó phải xoay xoay được. Ở đây là đeo như này là hơi vừa khít luôn là ok. Còn các bác nào mà đeo rộng thì nó sẽ phải hơi xoay xoay được thì nó mới thoải mái đó. Hoặc là cái hạt này nếu mà muốn rộng cái hạt này to lên một chút, cái hạt là hạt tròn này này, hạt này là hạt 8 ly đây, hạt tròn này là hạt tròn 7 ly 8 ly 8 ly các bác, 8 ly đấy. Nếu mà muốn to rộng lên thì nên 9 ly 10 ly thì nó sẽ rộng lên một chút. Đây là 14 ly. 14 ly thì hôm nọ các bác lấy một sợi rồi. Có 5 sợi, cũng còn có 5 sợi thì hôm nọ bác cũng lấy một sợi rồi. Hôm nay 14 ly thì tôi cũng chọn cho một anh ở Đồng Nai. Anh cũng đã lấy hàng bên tôi cũng rất là nhiều, như kiểu anh ấy sưu tập những cái sản phẩm giá tốt mà đang được khuyến mại nữa các bác, quên không nhắc đến các bác. Cần lúc nào tôi cũng phải nhắc cái khuyến mại các bác, khuyến mại cuối năm đấy, để các bác ví dụ xem được cái clip này, các bác không xem được clip khác thì nó có cùng một nội dung trong đấy thì các bác sẽ dễ 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 tiếp cận hơn. Là trong cái dịp khuyến mại cuối năm này thì được giảm giá rất là nhiều những cái sản phẩm bên Mộc Phương Shop. Thì cái vòng này là giá là 2 triệu rưỡi thì đang được giảm còn 1 triệu 650 nghìn này. Là giảm rất là nhiều đấy. Giảm đến mấy trăm nghìn. 900 à? 800 rưỡi à? Đúng rồi, 800 rưỡi đấy. Giảm 800 rưỡi. Giảm rất là nhiều. Đó, những cái vòng đây là size 16 ly này, thơm lắm. Loại đeo to này thơm, mà hàng này là hàng núi rừng các bác nhé, hàng tự nhiên, trầm hương, dầu đỏ, hàng tốc, dầu đỏ. Hàng này nó gần lên banh rồi đấy, nó thơm đây này. Các bác nhìn cái phân của nó, thớ gỗ này rất là mịn. Và cái nó đanh, cầm của nó đanh gỗ nó khôn rất là nhiều so với những cái loại hàng vườn, hàng trồng các bác nhé. Đây, các bác thấy chưa? Hàng thiên nhiên, tốc thiên nhiên, cái chất gỗ của nó quá đanh luôn. Cái chất gỗ, cái cục gỗ này tôi xẻ ra làm thật sự là quá chất lượng với cái giá tiền mà hàng bên tôi để mộc nhá, không có đánh cái gì đâu. Nhiều khi nhiều chỗ người ta đánh màu, đánh sáp vào cho nó đậm lên đấy, nhưng mà thực ra nó cũng chỉ là gỗ như này thôi, nhưng mà nhiều khi người ta đánh màu đậm lên để cho các bác thấy đậm thì thấy các bác tưởng là nó già gỗ nhưng không phải, nó đánh được nên màu các bác nhé. Còn bên tôi là để mộc nguyên 100%, chỉ có đánh giấy giáp và đánh mịn thôi, cho nó mịn vải, đánh vải mịn đấy, nó tự bóng đẹp như này, nó cũng không phải bóng, nó là mộc thô đó. Cho nó nhẵn nhụi đi thôi, để những cái sản phẩm như này đeo nó tự bóng lên các bác nhé, đeo nó tỏa hương thơm, nó tự bóng thơm, nó thơm cứ thơm dịu nhẹ. Còn nếu mà các bác muốn đeo 108 hạt thì các bác dùng những cái sản phẩm 108 hạt, nó cũng là loại tốc trầm núi rừng đấy, nhưng mà tôi làm 108 hạt thì giá nó đang giá tốt, mà 7 ly 8 ly này là đang là giá trên 3 triệu nhưng mà đang được giảm còn có 2 triệu 2 thôi.
Bình thường giá trong năm là trên 3 triệu ấy, nhưng mà đang được giảm cuối năm này còn có 2 triệu 2. Vì thứ nhất là gỗ cuối năm người ta cũng ra nhiều, người ta bán ra nhiều và ăn Tết nhiều. Mà vì bây giờ nó không xuất được đi ấy, dịch giữa các thứ là không xuất được đi mạnh như các năm. Cho nên là năm nay là được giảm giá khá là nhiều. Và bên tôi cũng mua được giá tốt nữa, cho nên là giảm giá cho các bác để các bác mua, có thể mua được những cái sản phẩm giá chất lượng mà giá tốt, đeo du xuân, đeo đầu năm cho nó may mắn, lấy chủ yếu là lấy cái may mắn bình an, những cái sản phẩm như này. Đó thì một số cái chia sẻ đến với các bác, và thông tin là ở đây có 5 vòng 16 ly đốt trúc cho các bác sưu tập đeo những cái sản phẩm to nó sẽ thơm mạnh, và 14 ly là các bác lấy một sợi rồi. Thì bên tôi sẽ, các bác nào mà có nhu cầu về cái sản phẩm này chất lượng như này thì các bác liên hệ với Mộc Hương Shop trực tiếp 0987863 50, thì bên tôi sẽ tư vấn và báo gửi hàng cho các bác nhé. Các bác yên tâm là những cái sản phẩm như này bên tôi chọn lọc rất là kỹ, những cái vòng bên tôi làm rất là kỹ, đẹp từng hạt thì tôi mới xỏ thành vòng, chứ những hạt nào lỗi là bên tôi sẽ bỏ ra ngay từ lần đầu tiên rồi, lọc ngay từ cái lúc chọn hạt. Các bác có thể về bọc vàng vào, bọc hai đầu hoặc bọc viền, bọc vàng bọc hai đầu hoặc bọc bọc cái gì bọc bạc cũng được cho nó đẹp, hoặc là các bác bảo tôi bọc hộ cũng được. Bọc hộ thì tôi chỉ gửi đi bọc hộ cho các bác thôi, có giấy tờ vàng về, còn tôi không bán vàng các bác nhé, bên tôi chỉ bán trầm thôi. Còn đi bọc hộ các bác nhờ thì tôi đi bọc giúp thôi, vì là bên tôi là thợ nó chuyên làm thì giá nó sẽ rẻ hơn là khi mà các bác ra tiệm vàng bọc lẻ bên ngoài. Ra tiệm vàng bọc lẻ thì thường người ta sẽ bọc rất là nhiều vàng và tốn vàng, và giá công thường là cao hơn là bên tôi đi bọc, vì bên tôi đi bọc nó chuyên nghiệp. Bọc vàng thì nó, cái vòng này bọc thì nó tầm 1,5 triệu, vàng 18K, 1,5 triệu đến 2 triệu tiền vàng là quá đẹp. Còn nếu mà ra ngoài các bác nó phải tầm từ 3,5 triệu đến 4,5 triệu. Đấy là người ta không chuyên ấy, không chuyên nghiệp ấy, thì người ta sẽ làm tốn vàng hơn là bên bên thợ chuyên nghiệp, chuyên bọc vòng, chuyên bọc đồ trang sức, người ta làm khéo hơn. Đó. Mà ở chỗ các bác chưa chắc người ta đã làm đẹp như ở chỗ chỗ thợ chuyên làm về cái này. Đó thì các bác muốn bọc vàng thì bên tôi cũng gửi được đi, có giấy tờ vàng bao nhiêu vàng hoặc người ta sẽ ghi ra đấy, có nó bảo hành trên toàn quốc luôn, nên là các bác yên tâm. Các bác nói với các bác ở bên nước ngoài thì bên tôi vẫn gửi hàng đi các nước tận nơi được các bác nhé. Anh em Việt kiều hàng tháng vẫn đặt hàng bên tôi gửi đi khoảng 5 đến 7 lần, 10 lần gửi sang bên nước ngoài như là Hàn Quốc này, rồi Indo, Singapore, Australia, Mỹ, Canada, các nước mà tôi hay gửi đấy, Thái Lan rồi Trung Quốc, rồi các nước Đông Nam Á, nói chung là gửi đi rất là tốt, là dễ dàng, không có cái gì mà khó khăn cả các bác. Bây giờ dịch giết thì người ta gửi đi thì nó sẽ chậm thôi, chậm ở cái khâu hải quan thôi, chứ không phải là gửi chậm. Bay thì nó bay rất nhanh, 1 đến 2 hôm là nó sang đấy, xong nó để bên hải quan rồi, thì nó khoảng tầm gửi chậm nó khoảng tầm 2 tuần, gửi nhanh thì nó tầm 1 tuần đến 10 ngày, gửi chậm thì nó tầm 2 tuần thì các bác sẽ nhận được hàng. Là các bác có thể thanh toán theo hình thức chuyển khoản này, gửi tiền về trực tiếp này, gửi tiền theo địa chỉ tên số điện thoại đấy là tôi sẽ nhận được, hoặc chuyển khoản vào số tài khoản đó, hoặc là có các bác có người Việt Nam ở Việt Nam này, người nhà này, thì tôi sẽ gửi đến tận nơi, không cần chuyển tiền trước cũng được. Tôi sẽ Các bác cứ bảo người về Việt Nam liên hệ với tôi, xong tôi sẽ lấy địa chỉ gửi đến tận nơi, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền đúng như các mẫu các bác đã đặt trước nhá. Nên là các bác yên tâm, không phải suy nghĩ gì nhiều đâu. Nếu mà muốn mua hàng của một shop là bên tôi sẽ tạo điều kiện rất là dễ dàng. Các bác anh em Việt kiều thì ở clip này tôi cũng nói ngắn gọn vậy thôi nhá. Chúc các bác đầu xuân năm mới thật là nhiều sức khỏe. Xin chào.